Xin kính chào quý vị vị khán khán giả thính Thiên Trang. Và Đăng Tâm rất hân hạnh được tới với quý vị khán thính giả qua chương trình Decor TV. Câu hỏi là tại vì giống như nãy Đăng Tâm nói là cô đưa quý vị là mình sẽ xem một cái căn phòng ngủ chưa được thiết kế và xem nó sau khi đã được thiết kế rồi, thì Trinh giúp Trang rất là nhiều tại vì Trinh đã complete cái design của Trang, mà cái căn phòng ngày hôm nay là mình thiết kế với một cái chủ đề là balance, là cân đối. Thì Trinh ơi, Trang biết là trong thiết kế nội thất balance rất là quan trọng. Thì theo như Trinh, Trinh vẽ tranh thì balance nó có quan trọng không Trinh? Thì balance quan trọng lắm, tại vì nó là một phần trong việc thể hiện bức tranh. Nếu mà nó không có cái bức tranh, nó không có cái foundation thì nó không có vững chắc. Thành ra em phải dùng để balance cái tranh á, là em phải dùng màu hay dùng lành hay cái shape để cho nó có cái harmony. Rồi, nó hòa quyện và nó become a whole, trở thành một cái bức tranh hoàn hảo. Cái đó thì nó cũng rất là tương tự với lại trong thiết kế nội thất. Yên, tại vì em muốn xin người mà xem cái tranh để ngừng, để nhìn vào cái tranh để thấy mấy cái details á, mà có thể mình không thấy nếu mà mình không có nhìn rõ. Mà lúc mà em vẽ cũng giống như là em sống cái cuộc đời của em. Thành ra em muốn xin người ta để xem vào mấy cái detail, cũng giống như là tại vì cái cuộc đời nó có thể nó bận, mình bận quá mình không có thấy được mấy cái beautiful moments in life.